Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đến với kênh trong hệ thống của Quyết Giang. Số điện thoại liên hệ trực tiếp trên màn hình nhé là 0364011683 hoặc 0983198883. Đấy, bên em chuyên cung cấp tất cả các loại động cơ xe máy, từ phụ tùng xe 2 bánh, 3 bánh, 4 bánh cũng như là thiết bị tổng hợp tất cả thể loại. Các bác cần bất cứ mặt hàng gì các bác bình luận phía dưới nhé. Đấy, trong những video tiếp theo mình sẽ test dòng máy này cũng như là chất lượng của từng loại. Đấy, mục chính hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người là mẫu máy Future 125, hàng liên doanh Đài Loan và Myanmar. Đấy, các bác có thể tham khảo qua. Đây con máy đây, em sẽ quay sơ qua một vòng trước để các bác có thể xem và tham khảo qua trước nha. Tình trạng máy là máy mới nhá, 100%. Đường keo sự chỉ của máy cực kỳ chắc chắn tỉ mỉ. Lát nữa em sẽ quay chi tiết hơn cận cảnh. Máy mới 100%. Ok, về phần máy, thứ nhất là cái dòng máy nó có 3 lỗ cốt này, 3 lỗ sườn treo máy này, thì nó lắp được tất cả các dòng Future Neo, Future 2, Nguyên Nai, MSX. Đấy, những cái dòng máy này lắp phát với in luôn, không phải độ chế gì nữa. Còn nếu anh em nào muốn về lắp vào quay Jim Cup 67 thì anh em phải làm lại cái tai treo máy này. Đấy, 2-3 treo máy này là thường lắp cho Fuel nhá, Fuel 125, Fuel Neo, Nguyên Nai, MSX. Ok, đấy thì tổng quan trước, thứ nhất là khi mua hàng bên em là cái phần phụ kiện trước, phần bộ phụ kiện theo máy thì bao gồm có một bộ chế này, chế hoa khí đây, da ban nhá, chế xịn luôn, mới 100%, toàn bộ mới 100%. Giá cho một máy này nó rơi vào 7 triệu nhá, 7 triệu cho một máy này. Đấy, theo cần đạp số, có xăng và mang cá. Anh em nhìn qua là mang cá rất đẹp luôn. Thực ra là loại này nó làm dày dặn chắc chắn hơn cả máy Honda chuẩn luôn. Thì cái này là hàng xuất, hàng xuất từ Myanmar và Đài Loan nhá. Đấy, thỉnh thoảng em mới nhập được một cục này thôi. Đấy, số lượng có hạn nhá, anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp số điện thoại. Đấy, được chưa? Ngoài cận cảnh chi tiết thì với cái con máy anh em có thể xem qua nhá. Dung tích xi lanh của nó là 124 cm³ nè. Đấy, đầu bò nhấc đây. Ngay thì em để ngoài thì hơi bụi bẩn để em quay video thôi. Còn khi anh em mua hàng bên em là toàn máy mới 100%, hàng đập hộp nhá. Đấy, ốc ác này. Tình trạng mới lên là em bao nổ bao êm, không gọng vú, không có quay hết nhá. Đấy, thương hiệu Luozia, anh em có thể check Google nhá. Đấy. Và lại thì em gặp rất chi là khó. Em nhập 4-5 tháng mới được một con này. Gần N5 này, nắp nước này, nó có nhìn qua này, má của cổ của co này, OTS 531 này. Đây của anh em nhìn qua này, cần khởi động này, kickstart này. Đấy, đồ xịn nó phải như thế này nhá. Kể cả form nước cực kỳ dày dặn luôn, thậm chí nó còn dày dặn và chắc chắn hơn cả máy Honda Future cơ. Đấy, anh em có thể an tâm về chất lượng của nó. Ngoài này thì anh em về gác lên là chạy quá tuyệt vời rồi. Đấy, bình thường anh em mua một con máy Jim phải tầm 7 triệu. Đấy, anh em mua một con máy mới này về chúng anh em bào tua bào mách luôn còn được. Đấy, máy cực tốt nha. Đấy, theo có cần đạp, cần số, chế, co xăng và mang cá. Form máy cực kỳ dày dặn. Đường keo sợi chỉ này, một sản xuất theo dây chuyền công nghệ cao nhá. Giới thiệu sơ qua dòng sản phẩm hôm nay như vậy. Anh em nào có nhu cầu hay bất kỳ mặt hàng gì có bình luận phía bên dưới. Đó, nhu cầu liên hệ trực tiếp số điện thoại. Ok, mẫu máy Luozia 125cc. Anh em nhu cầu liên hệ trực tiếp nha.